Nếu các bạn đang có nhu cầu mua Robux, Gamepass, Ơ cao và cày thuê, hãy ghé qua chungrstore.com, đảm bảo uy tín, giá rẻ và an toàn. Link shop ở dưới Cảm phần mô tả. Cảm ơn các bạn vì đã video xem hết video này. này, đừng quên like video Xin và chào đăng ký các bạn. kênh. Vậy, Vậy là hôm nay mình, mình vừa nhận Dạng được này một tin, thì khá, tin khá là buồn, triển khá là chậm đó. Cảm Chính ơn là các bạn thời gian ra mắt phiên bản update 17.3 của Blackfruits đã bị thay đổi và hoãn lại thì nó hoãn thời gian update 17 part 3 đến một tuần anh em ạ à, và ngày ra mắt chính thức mới sẽ là ngày 9 tháng 9 nha anh em. Thì admin họ có xin lỗi chúng ta và nguyên nhân vì sao thời gian update lại bị hoãn thì họ cần thêm thời gian để chắc chắn rằng nó không một lỗi nào khi ra mắt. Đây là một tin khá là buồn luôn anh em ạ, à, nhưng không sao, chỉ mong rằng khi update 17 part 3 chính ra mắt, nó sẽ thật hay thôi. Cảm ơn các bạn vì đã xem hết video này đừng quên like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha dạo này thì kênh mình phát triển khá là chậm cảm ơn các bạn